Bắt đầu hôm nay là buổi thứ 10 thì hôm nay quên không nói, tức là hôm nay là chính là buổi chúng ta sẽ nói sang cái tôi sẽ nói cái chủ đề cuối cùng của sách giáo khoa cũng như trong chương trình nhé. Trong chương trình thì trong cái phần cuối cùng của cả hai cuốn sách đều nói về cái chủ đề là kiểm thử và gỡ lỗi nhé. Thì đó là khi hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đó nhé. Hôm nay là bài thứ 10, tức là nói về cái khái niệm kiểm thử. Gỡ lỗi đấy. Thì trước tiên khi vào với chủ đề này thì chúng ta sẽ có một cái bài ngắn là mô tả cái phân loại cái lỗi. Thì để mà gỡ lỗi được chúng ta phải phân loại cái lỗi khi mà chạy Python. Còn kiểm thử thì diễn là kiểm thử, tức là những cái phương pháp để chúng ta có thể tiến hành gỡ lỗi khi mà chúng ta gặp lỗi thì kiểm tra và gỡ lỗi. Thì đầu tiên tôi muốn nói về cái phân loại lỗi chương trình nhé. Phân loại lỗi. Chương trình nhé. Python. Thì chúng ta đã biết rằng là cái Python là nó khác so với Pascal và C. Cái chỗ gì? Python là cái chương trình thông dịch. Còn Pascal và C là cái chương trình biên dịch bình thường. Vì chúng ta sẽ phân biệt một chút, chúng ta sẽ thấy là chính vì hai cái đó nó khác nhau như vậy cho nên là cái cách mà chúng ta phân loại lỗi nó cũng khác nhau. Chỗ này là chỗ mà nhiều người cũng cũng không để ý, không cẩn thận là sẽ nhầm lẫn nhé. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau xem một chút tôi mô tả cái Pascal và C nhé, và Python sẽ là như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của cái gọi là cái gặp lỗi khi mà chúng ta chạy nhé. Pascal và C là như sau này. Chúng ta viết một cái chương trình nào đó đúng không? Một chương trình nào đó. Cái bước 1 chúng ta viết chương trình. Sau đó chúng ta sẽ phải khi mà chạy thì chúng ta sẽ phải dịch dịch nó sang file exe. Thì cái chỗ này nó gọi là dịch hay là biên dịch chương trình đúng không nào? Sau khi ra file exe rồi thì nó sẽ chạy, chúng ta sẽ chạy. Bước thứ hai là chạy thực sự. Chạy chương trình hoặc là nó biên dịch trong bộ nhớ, hoặc nó biên dịch ra file exe ra ngoài và nó chạy. Như vậy là nó thông qua là hai bước. Thì như sau, thì ở cái bước 1 thế này, chỗ này là số 2 nhé. Thì ở cái bước 1 này thì nếu mà lỗi ở đây thì chương trình nó vang ra, và lỗi đây là lỗi cú pháp thôi. Lỗi này là lỗi của cú như vậy là khi mà chúng ta dịch chương trình trên Pascal và C thì đầu tiên máy sẽ kiểm tra tất cả các cú pháp lệnh sau đúng hay sai. Nếu mà gặp lỗi lập tức là dừng lại và thông báo lỗi và chúng ta phải sửa. Chỉ khi mà hết tất cả các lỗi cú pháp thì máy mới chuyển sang exe và chạy ở bước 2. Mà các bạn biết là cái lỗi cú pháp này là chưa phải là hết nhé, còn rất nhiều lỗi khác mà khi mà chạy file trên nó văng ra thì ở cái chỗ này mà lỗi thì cái lỗi đây nó cũng văng ra. Thì lỗi này thông thường là lỗi người ta gọi là lỗi logic, tức là nó chạy là nó văng ra. Như vậy ở chỗ này là chỗ này là cũng là stop nhé, chỗ này là dừng chương trình này, ở chỗ này cũng là dừng chương trình này, stop này. Đấy. Và một lỗi nữa là gì, là khi chạy exe chạy file exe này thì nó chạy không lỗi logic nữa, ra kết quả nhưng kết quả sai, hoặc là nó chạy mà chạy mãi nữa không dừng. Thì lỗi thứ ba ở đây tức là chạy, tức là không phải văng lỗi ra mà ra kết quả sai, ra kết quả sai. Thì lỗi này thì người ta gọi là lỗi gì, là lỗi mà do là thuật toán này, hay là do cái lỗi gì đó mà ta không hiểu biết được bên trong, thì lỗi này người ta gọi là lỗi ngữ nghĩa. Đấy, như vậy là đối với đây ta gọi đây là bước bước số 3. Như vậy là đối với chương trình chạy trên Pascal và C cho ta biết rồi, thì lỗi của nó
chia làm ba loại rất rõ ràng. Một là lỗi cú pháp, hai là lỗi logic, và ba là lỗi ngữ nghĩa. Nó rất là rõ ràng nhé. Lỗi cú pháp là lỗi mà khi dịch là nó văng ra ngay, là do chúng ta viết được lệnh sai. Lỗi logic là gì? Là lỗi sau là hết lỗi cú pháp rồi, chương trình chạy ra phái dê rồi, nhưng trong quá trình chạy nó lại văng ra. Ví dụ như ta gặp phép chia cho không chẳng hạn, hay gặp những lỗi gì đó mà máy không hiểu nó văng ra, thì lỗi thứ hai, lỗi thứ hai đó là lỗi gọi là lỗi logic, còn loại thứ ba là lỗi ngữ nghĩa. Như vậy trong đối với Pascal và C, chúng ta phải hiểu rất cụ thể như sau nhé. Một là lỗi cú pháp. Hai là lỗi logic, ta phải hiểu lỗi logic bên trong chương trình. Ba là lỗi ngữ nghĩa. Đấy, thì cái này là cái chúng ta đã biết rồi, mà cho nhắc lại thôi để chúng ta có cái hình dung và chúng ta sẽ so sánh nó với cái chương trình Python này như thế nào nhé. Đó, và Pascal và C là trình là biến dịch, cho nên là đầu tiên máy chúng ta lỗi cú pháp. Nếu gặp lỗi cú pháp lập tức là dừng lại, văng ra và thông báo lỗi đó là ở dòng nào, ghi chỉ rõ là dòng nào của chương trình, là lỗi loại gì, ghi rõ ra. Còn lỗi logic thì nó không ghi gì cả, nó chỉ văng ra và nó báo lỗi ở trong bộ nhớ thôi. Còn lỗi có nghĩa nó cũng là cái lỗi mà là máy chạy ra kết quả rồi, kết quả nó bị sai, chúng ta không hiểu là vì cái gì. Thì cả ba cái này đều là lỗi trong chương trình nhé. Bây giờ ta sang cái lỗi là sang là Python. Thì Python là cái chương trình thông dịch. Chương trình thông dịch thì như sau. Chúng ta viết là nhiều lệnh, và khi chạy thì chương trình chạy từ dòng 1, chạy từ lệnh 1, dòng 2, dòng 3, dòng n, chạy từ trên xuống dưới nhé. Là khi chạy chương trình sang chương trình sẽ thông dịch và chạy từng dòng lệnh. Đấy, cái này là cái khác biệt nhé, rất là khác biệt luôn, từng dòng lệnh nhé, được chưa? Và gặp lỗi thì văng ra. Như vậy lỗi thêm một là đây là gặp lỗi thì văng ra, lỗi thì dừng lại, gặp lỗi thì dừng lại và báo lỗi tại vị trí gặp lỗi, tại cái dòng nào đó đấy mà thông báo lỗi. Thì cái việc mà báo lỗi tại vị trí từ dòng một này thì nó có thể là cái một này là nguyện một là lỗi dừng chương trình. Thì lỗi như chương trình này thì người ta chia làm hai loại sau đây. Một là lỗi cú pháp, khi mà máy đã thông báo có thông tin là syntax error. Còn loại thứ hai là các lỗi loại khác, lỗi dừng lệnh trình, là lỗi mà khi mà gặp cái lệnh chương trình mà nó bị cú pháp là không lỗi, nhưng mà nó gặp cái lỗi logic bên trong đó thì cái lỗi thứ hai, loại thứ hai này thì người ta gọi là lỗi ngoại lệ. Hay như vậy khác một tí nhé. Lỗi ngoại lệ, khi có lỗi ngoại lệ thì máy sẽ thông báo một cái mã lỗi, thông báo một cái mã lỗi ngoại lệ, mã lỗi ngoại lệ. Thì mã lỗi này nó cũng giống như là nó có chữ error ở phía cuối này, trước nó có một từ khác. Đấy, nó có mã lỗi ngoại lệ. Ví dụ tôi lấy ví dụ có mã lỗi tên nó có tên là value error. Được chưa? Như vậy ở bước 1 này là khi chạy chương trình thì Python là nó là sẽ gặp lỗi khi mà không chạy được một cái lệnh nào đó. Thì trong là một như vậy thì người ta tạm thời chia làm hai loại, một là lỗi cú pháp, hai là lỗi ngoại lệ. Và cả hai lỗi này đều trả về một cái mã lỗi cả, đều có mã lỗi hết, chứ không phải không có, đều có mã lỗi. Mã lỗi cú pháp là syntax error, mã lỗi khác ví dụ như là time error, value error chẳng hạn, hay là time error, ví dụ như thế nhé. Thì cái loại lỗi thứ hai này người ta gọi là lỗi ngoại lệ.
Còn khi mà chạy xong rồi ra kết quả rồi, nếu lỗi nữa thì gặp loại lỗi thứ hai. Thì lỗi thứ hai này thì chính cái tương lai bên này là lỗi lỗi ngữ nghĩa, là lỗi ngữ nghĩa. Được chưa? Như vậy là như sau, như vậy là đối với Python thì cái lỗi số 2 này này là nó giống như là lỗi số 3 ở bên này, cũng hệt luôn nhé. Còn cái lỗi một cái này nó thì nó ứng với là chính ứng với cả hai cái này, nhưng mà nó khác biệt, rất rất là khác biệt. Đối với thằng Pascal và C nó chỉ thông báo lỗi cú pháp thôi là rõ ràng, còn logic thì nó không thông báo gì cả, nó chỉ báo là lỗi ở bộ nhớ thôi, nó không biết là cái lỗi gì. Còn ở bên này thì lỗi lỗi bên này này gần như giống lỗi logic ở bên này, nhưng mà nó chỉ rõ ra cái mã lỗi của nó, chỉ người ta gọi là lỗi ngoại lệ, lỗi ngoại lệ. Đấy, nhưng mà tổng kết lại như sau nhé, tổng kết lại là như thế này. Tổng kết lại thì cái em gọi là lỗi của một chương trình Python là như sau nhé. Python là như sau. Một là lỗi cú pháp. Lỗi cú pháp. Khi gặp lỗi cú pháp tức là máy dừng và chương trình dừng lại ngay, thông báo ngay cái dòng chữ lệ là syntax error. Đấy. Nhé. Còn loại thứ hai người ta gọi là lỗi ngoại lệ, tức là lỗi là máy cũng dừng ngay và chỉ ra vị trí cái dòng mà máy thông báo lỗi, là lỗi lỗi ngoại lệ, và khi đó nó sẽ trả về, nên trả về một cái mã lỗi ngoại lệ nhé. Mã lỗi ngoại lệ đó. Và cái loại thứ ba là lỗi ngữ nghĩa thì không có gì, chương trình chạy xong rồi, qua rồi, nhưng kết quả ra nó sai. Cái ngữ nghĩa này giống như là ở bên kia, là chúng ta phải tìm rất sâu ra biết được, chứ còn chúng ta về máy nó không báo gì là lỗi gì. Như vậy là gì, như vậy đối với Python thì là lỗi syntax error là hiểu rồi này, mã lỗi ngoại lệ là hiểu rồi này, và nghĩa cũng là hiểu. Thế thì cái điểm khác biệt so với Pascal là C là gì? Với cái syntax error này này thì nó giống hệt như là Pascal và C, là chúng ta bắt buộc phải dừng lại và sửa lỗi, bắt buộc dừng lại và sửa cái lỗi đó nhé, sửa vì nó biết sai thôi mà sửa lỗi. Còn cái mã lỗi ngoại lệ này thì rất hay, là đối với Python thì nó có một cái chế độ cho phép là chúng ta có thể là bắt lỗi và tránh lỗi ngoại lệ. Đấy, cái này cái tuyệt vời đấy, và tránh lỗi ngoại lệ. Tức là không phải toàn bộ, nhưng mà nói chung là chúng ta có thể bắt được và tránh được, thì phần này là phần mà nằm ngoài sách giáo khoa, không có nhé, vì là cái hồi đấy là tôi định viết cái phần đó vào, nhưng mà vì trên hợp thẩm định kêu là khó quá nên mà là bỏ phần ra ngoài, phần này là không có trong sách giáo khoa. Nhưng mà theo tôi chúng ta cũng nên biết một chút là khả năng bắt lỗi và tránh lỗi như thế nào, vì thực tế là rất hay gặp những cái trường hợp như vậy. Mà cái trường hợp được giải thích ấy, là khi mà chúng ta các cái bài trên Python mà cho phép người dùng nhập dữ liệu toàn phím ấy, nhập từ file đấy, thì nhập dữ liệu mà nhập sai thì như thế nào, thì nó, chúng ta không chú ý là nó sẽ văng ra ngay. Đấy, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Bây giờ chúng ta quay lại và đi nha, chúng ta xem lại thế nào là một cái mã lỗi ngoại lệ. Tức là đông ra là cả cả lỗi cú pháp, lỗi ngoại lệ là cái lỗi mà khi gặp một lệnh sai thì máy sẽ báo lỗi, thì máy sẽ báo lỗi. Thì ví dụ đây nhé, thì tôi làm đây, tôi làm nhé. Khi tôi biết là việc viết lệnh như này, if bằng 1, đây là lệnh sai về cú pháp, là lệnh cái if là cái từ khóa, chúng ta không thể nào dùng nó như là một biến nhé. Thì nó là syntax error. Đây chính là cái dòng này, chính là cái thông báo lỗi đây. Khi chúng ta chạy lệnh đây, thông báo lỗi, và do đó cho nên là mà đây chính là cái mã lỗi. Nhưng cái mã này là cái mã nó có tên là syntax error. Thì cách mà Python thông báo như sau, Python là mô tả cái mã lỗi xong hai chấm xong mô tả cái lỗi đó là cái gì nhé. Bây giờ lấy ví dụ khác này, tôi viết là x thì bằng 10 này,
y bằng 0 nhé. Vậy thì là phép kia. Để chia cho 0 là lỗi này. Máy báo nhé. Như vậy máy báo là lỗi này tại vị trí cái dòng 1, vì đây là có một dòng thôi mà. Dòng 1 là dòng này đó. Ở cái module là XCI này nhé. Và mã lỗi của nó là zero division error. Đấy, thấy không nào? Đây chỉ là cái mã lỗi, đây chỉ là mã lỗi ngoại lệ. Còn đây là cái nội dung bằng tiếng Anh của lỗi đó. Ta thấy rất là rõ nhé. Ví dụ tôi viết A bằng cái mảng như là 1, 2 như thế này. Ví dụ tôi viết là lệnh in A, tôi viết là in là 2 như này. Nên một lỗi. Lần này nó là index error, là liên quan đến chỉ số. Lỗi của nó là gì? Là cái chỉ số này là vượt quá cái giới hạn. Thì hai chỉ có A chỉ có 2 phân tử thôi. Cho nên lỗi mà cái chỉ số của nó chỉ có thể là 0 và 1, 2 như vậy là sai. Đó, như vậy là lỗi. Lỗi index error, nhưng đây là một cái mã lỗi khác và lỗi ngoại lệ khác nhé. Đó. Zero division error. Ví dụ như ta làm cái bài nhập cái bàn phím chẳng hạn nhé, nhập bài input này, nhập cái hàm in này. Input nhé. Một số này. Đúng nhân đúng không? Để thử này. Để nhập enter luôn này. Không phải mọi lỗi. Enter luôn thì máy sẽ em trả về cái input trả về là một cái sâu rỗng. Sâu rỗng thì cái in này nó sẽ máy này là báo lỗi. Thế nên là value error. Tôi chạy lại thử nhé. Bây giờ tôi nhập lại cái dòng này nhé. Đây. Bây giờ tôi nhập cái này enter đây. Nhập một số là số nguyên tôi nhập là 3.7. Mày cũng báo lỗi này, cũng là value error. Thành không nào? Cũng là cái lỗi đó. Đó, thì như vậy là cho thấy là thì đây cái value error là chỉ là lỗi ngoại lệ. Cái index error này là lỗi ngoại lệ. Còn cái zero division error là lỗi ngoại lệ. Còn state error này là lỗi cú pháp. Thấy chưa? Thì lỗi cú pháp này thì chịu, chúng ta sẽ bắt buộc phải sửa nó. Còn lỗi ngoại lệ chúng ta có thể bỏ qua. Bây giờ tôi cùng nhau, các bạn cùng nhau ta phân tích một chút nhé. Thì cách mà chúng ta có thể bắt lỗi hay là bỏ qua lỗi hay là xử lý lỗi là như sau này. Thì ở trong Python chúng ta có cái lệnh này, tôi ghi cho chúng ta nhớ, chúng ta có thể ghi chép lại nhé. Em bắt lỗi ngoại lệ này, cái này rất hay luôn đấy. Cái này thông thường ấy thì nó chung bên trong chương trình ấy, thì những cái lỗi mà nó lỗi logic ấy, ví dụ như là chia cho không này, hay là lỗi là làm chỉ số bị sai này, thì đó là chúng ta phải sửa thôi chứ không bỏ qua này, thì hỏng hết cả chương trình. Nhưng mà riêng cái lỗi mà riêng cái lỗi mà nhập dữ liệu thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể bắt lỗi được nhé. Thì bắt lỗi là như sau nhé. Bắt lỗi ngoại lệ là như sau. Vậy là chúng ta sẽ học ngay bây giờ, rất đơn giản thôi, là như thế này nhé. Giả sử chúng ta có một lệnh ở đó nhé. Đây, giả sử chúng ta có một lệnh ở trong chương trình nhé. Lệnh đây, lệnh. Tôi ghi lên một cái lệnh nhé. Bình thường chạy lệnh này là nó có thể nó gặp lỗi đúng không nào? Thế thì muốn để cho nó không có lỗi, chúng ta làm như sau. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đưa vào trong một cái nhóm là try. Đây có một lệnh là như vậy, cái chữ try này. Hai chấm. Xong xuống dòng. Thiện cái lệnh này. Đúng không? Sau đó chúng ta có một cái từ khóa nữa là except. Sau except là cái một cái dòng chữ là exception. Hai chấm xuống dòng, xong là một lệnh nữa. Đây là lệnh, cái được lệnh này, lệnh hai, như là lệnh hai. Thì đây là cái đoạn chương trình để chúng ta bắt được cái dòng này, cái hiệu cái này, tôi gọi đây là dòng một nhé. Còn đây cái hiệu đây là dòng hai nhé. Thì là cái gì đây? Thì lệnh này là nghĩ như sau này, là cái lệnh một sẽ được bắt lỗi. Tôi mô tả rất đơn giản, sẽ được bắt lỗi. Còn lệnh 2 là lệnh sẽ xử lý để bắt lỗi. Xử lý nếu gặp lỗi, tức là như sau nhé. Đây, thì lệnh này là như sau nhé. Gặp lệnh này ấy,
thì chương trình sẽ chạy lệnh 1, đúng không nào? Thì nếu lệnh 1 mà gặp lỗi ngoại lệ thì theo bình thường chương trình sẽ dừng lại, văng ra và thông báo lỗi ngoại lệ, đúng không nào? Là sao bạn biết là cái bản chất của cái Python là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta chạy cho cái này vào rồi thì nếu gặp lỗi, nếu không gặp lỗi thì chương trình sẽ bỏ qua chạy xuống dừng lệnh tiếp theo. Còn nếu gặp lỗi thì chương trình sẽ chạy lệnh 2, đúng không? Tức là cái lệnh này là như sau nhé, là chương trình sẽ chạy một lệnh 1 nếu không gặp lỗi, nếu không có lỗi thì bỏ qua, nếu không có lỗi thì thôi, nếu không có lỗi thì chạy tiếp, thì chạy bình thường. Còn nếu có lỗi thì không văng ra đâu, thì chạy lệnh 2. Đó, cái này hay cho đó nhé. Không có lỗi không có thì chạy lệnh 2, và như vậy là tránh không để chương trình văng ra. Mà các bạn thấy không nào? Như các bạn nhớ cái tư duy kia là cái lệnh try nhé. Lệnh try nó là như vậy. Đây bây giờ tôi làm một ví dụ cho ta hình dung nhé. Chúng ta nhớ cái try và cái từ là từ khóa là exception nhé. Chúng ta chú ý nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau làm ví dụ là đơn giản thôi. Đây bây giờ tôi làm những đơn giản nhé. Bây giờ tôi nhập một cái chương trình là nhập từ bàn phím một số nhé. Nếu nhập sai đúng nhé, in ra mà thì in ra nhập một số nguyên n, ví dụ thì n là nhanh nhé. Nếu nhập đúng in ra là n nhân n là bình thường. Nếu nhập sai thông báo và không làm gì cả, mà không làm gì cả nhé. Đây để này cho nó dễ nhé. Ủa chứ này. Đây, không làm gì cả. Ba cái này là comment nhé. Đây, để tôi làm. Bây giờ bình thường nhé là như này nhé. Bây giờ tôi làm thử các bài. Đây, bài tôi ghi ra. Nhớ luôn. Ví dụ cái phần mà tôi muốn làm ví dụ này thì nó không có ở trong cuốn sách, không có trong sách giáo khoa. Nhưng mà trong chương trình ý, là nó có hẳn cái mục là kiểm thử và gỡ lỗi, thì cái này là về mặt nào đó nó cũng nằm trong chương trình đấy, nhưng mà nó không nằm trong sách giáo khoa cụ thể thôi. Chúng ta cũng nên biết. Bây giờ tôi ghi ra đây, hôm nay là cái bài bài 10 đúng không, nhập một này, biết là n nhé, bình thường là viết n này bằng là in này, input này, nhập số nguyên n nhé, n nhân n này. Chúng ta chỉ đánh đây thành này thôi, có hai lệnh nhé. Mọi người tôi chạy thử nhé, chúng ta hình dung là như nào. Đó, này chạy này, đây nhập là 12 mà in ra là 14 đúng không nào. Để tôi chạy lại này, bây giờ tôi nhập 12.92 nhé, enter, tức dừng lại, máy văng ra và máy thông báo ở đây, thông báo là value error này, máy thông báo ở cái dòng số mấy, ở cái dòng số dòng số 5, line 5 này, có thấy không nào, dòng line 5. Như vậy là đây là cái exception đây, máy thông báo lỗi, và cái lỗi này là lỗi là value error này, đây là mã lỗi ngoại lệ đây. Và ghi rõ là vì sao cái lỗi là lỗi như nào, vì sao mô tả cái lỗi cái này. Đấy, như vậy đây là lỗi mà chương trình nó văng ra và ghi rõ, người ta ghi rõ cái vị trí lỗi và cái mã lỗi ngoại lệ, được chưa? Thì bây giờ chúng ta mới cần phải xử lý là in là như này,
Nếu mà nhập đúng thì in ra n bình phương, còn nếu nhập sai thông báo là nhập sai rồi và không làm gì cả thì làm thế nào? Đó thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này nhé. Đây thì cái là như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào một cái lệnh là try chấm. Lệnh try là cái lệnh mà như sau, là nó lệnh mà sau đó là hai chấm xuống dòng và cũng chuột vào như thế này. Đấy, đúng không nào? Chuột vào này là như vậy. Sau try là một nhóm lệnh, thì tất cả những nhóm lệnh mà trong lệnh try đó thì là chương trình nó sẽ có bảo đảm là để bắt lỗi ngoại lệ. Nếu có lỗi ngoại lệ thì nó không dừng chương trình mà nó chạy. Try nhé, là except nhé, nhé. Exception hai chấm xuống dòng thì cũng lại chưa nhé, cũng được vào nhé. Cái thông báo là bạn nhập sai rồi. Thế này đã được chưa các bạn nhỉ? Bây giờ chơi thử nhé, xem này đang xem này nó chuẩn chưa nhé. Thế này là như vậy, là nếu ở đây nếu nhập sai thì máy không văng ra mà máy chạy cái lệnh này, nhập sai rồi. Còn nhập đúng thì máy bỏ qua chạy lệnh print này nhé. Bây giờ tôi làm thử cho các bạn chạy xem chương trình của ta đã đúng như nhé. Bây giờ bấm vào đây này. Nào, bây giờ tôi bấm như đây là nhóm là 10 chẳng hạn. Máy báo 100. Mà nhập đúng thì không sao. Bây giờ tôi nhập sai này. Enter luôn này. Máy vẫn văng ra bởi vì là mặc dù máy thông báo là bạn nhập sai rồi nhé, nhưng máy vẫn vang ra bởi vì tôi có lệnh print này. Đấy, thì mình làm thế nào để cho nếu mà nhập sai thì lệnh print nó không chạy thì làm như thế nào? Đấy, chúng ta làm như sau, chúng ta làm mẹo một tí thôi, như thế này nhé. Bây giờ như thế này, bây giờ chúng ta đưa vào một cái em biến kết quả thôi nhé, là biến kết quả nó là true nhé. Sau đó thì nếu mà sai thì thông báo bạn sai rồi và gán kết quả false. Được chưa? Và ở đây chúng ta chỉ làm thêm lệnh nữa, đây là xong. Và if nếu kết quả nó đúng ý, thì chúng ta mới in, không thì thôi. Qua 3, 4. Chúng ta cho cái lệnh kết quả và làm cái biến để thông báo là như vậy. Cái biến kết quả là gì? Nếu mà chạy đúng ấy, nhập đúng ấy, như cái lệnh này mà nhập đúng ấy thì luôn kết quả nó bằng true, bằng đúng, là nó luôn chạy đây, vẫn print cái này ra, đúng không nào? Đấy thì kéo hơi nhiều quá rồi. Nếu mà nhập sai thì máy không, vì có lệnh try này và except này cho nên là chương trình sẽ tránh bắt được lỗi này. Chương trình sẽ không văng ra và chương trình sẽ chạy cái đoạn này. Nó chạy như sau, chạy là thông báo bạn nhập sai rồi và gán kết quả bằng for, và như chuyện này nó không chạy nữa. Ta chạy thử nhá. Đây, mình tôi nhập là 99 thì máy thông báo ra là đúng rồi. Là tôi nhập sai này. Tôi nhập là 2.10 này. Máy thì báo là bạn nhập sai rồi và không hề văng lỗi ra một tí nào cả. Các bạn thấy không nào? Đây là một cái ví dụ đơn giản thôi để thấy là cái chương trình của chúng ta là nhập từ bàn phím một cái số và thông báo như thế và không gì bị lỗi nữa. Mà chúng ta nhập thế nào cũng lỗi. Nhập sai thì máy báo nhập sai rồi và không báo kết quả. Còn nếu nhập đúng thì máy báo kết quả. Thông báo cái kết quả đây. Chúng ta hiểu không nhỉ? Chúng ta hiểu cái đoạn này không? Thấy như vậy, đây là một ví dụ đơn giản lắm của cái lệnh bắt lỗi ngoại lệ. Bây giờ bài này chúng ta sửa một chút cho hay hơn nữa nhé. Là như thế này. Bây giờ tôi muốn là như sau này. Từ trên cái bài này thì tôi sửa thành bài tập như sau này. Bài sau là yêu cầu là nhập bàn phím một số nguyên n. Nhưng vẫn như này thôi. Nếu nhập đúng thì nhập đúng thì in ra n bình phương. Còn nếu nhập sai thì báo là nhập sai rồi và yêu cầu nhập lại. Đó. Như vậy nhập liên tục khi nào đúng thì thôi. Đó, các bạn chú ý nhé, như vậy là hơi khác một chút là nhập khi nào đúng thì thôi, còn cứ nhập sai là bắt làm lại. Đó, chúng ta làm các bạn bài số 2 đấy nhé.
vẫn tất cả vẫn dựa trên cái lệnh try này, cái lệnh accept này. Nhưng mà cái lệnh try accept là lệnh rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất quan trọng. Lệnh này là cái lệnh nó bảo đảm chúng ta bắt được lỗi ngoài lệ, chúng ta không để tránh, không để xảy ra lỗi ngoài lệ nhé. Giờ chúng ta mình cho làm, chúng ta new cái bài số 2. Đây bài số 2 đi nhé. Và nhìn ra bên này. Bài số 2 là như sau này. Bài số 2 là như sau nhé. Chính của nhập mà đúng nguyên đến cứ đúng 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 nếu đúng in ra n nhân n nhìn lại cái này nhé. Còn nếu sai ta thì gặp lại thì khi nào đúng thì thôi đó. Thì chúng ta thử làm quen này đó, hơn rồi đấy, một lúc một tí đúng không nào, ba bài đấy được chưa. Bây chúng ta ghi cái này là bài là nhập số hai này, mấy lần nữa là như này. Ở đây chúng ta chỉ có một lệnh try thôi và nó sẽ đúng một lần thôi, nó không quay lại được. Cái bài số 2 này chúng ta cái câu lệnh liên tục liên tục, chúng ta cần một cái vòng lặp được chưa. Đây thì chúng ta làm như sau nhé. Đây có nhiều cái làm lắm, ví dụ tôi làm như này nhé, ví dụ làm như này. Đây tôi làm vào như vậy là kaki này, vậy không phải như này, thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái vòng lặp while mà chạy liên tục cho đến khi nào mà đúng thì thôi, còn nếu sai thì ta sẽ phải quay lại. Nếu sai, nhập sai thì máy báo là quay lại, chúng ta sẽ, nhưng mà chúng ta có một cái vòng lặp dạng như thế này while. Chúng ta cũng ví dụ chúng ta có thể để một cái biến như thế này bằng bằng on on while not quy, nào mà các quy còn còn sai thì còn chạy, các quy đúng thì mới dừng lại, được chưa? Đó, đúng không? Bây giờ chúng ta làm là bây giờ chúng ta try, lệnh nhấn lệnh try là quan trọng, lệnh try là cái lệnh dùng để kiểm soát cái lỗi ngoại lệ. Nhấn try này, n bằng in input số nguyên n đấy, được chưa? Số lệnh hai, cái làm lệnh này mà nếu mà gặp lỗi nhé thì lập tức là sang cái chữ except dưới dưới, nhưng mà nếu số làm lệnh thứ hai tức là nó xong rồi thì chúng ta biết là để các cái vòng su, như vậy là lệnh đã nhập xong. Đúng nào, bây giờ ngược lại, bây giờ nếu mà nhận sai, nếu mà else mà except chung đúng rồi, mà chúng ta bạn nhập sai rồi hãy nhìn lại. Và sau đó khi mà thoát ra khỏi vòng lặp và đã nhận được không rồi, chúng ta dùng chúng ta print n chúng ta lại nhé. Đây là như sau này, chúng ta đặt kq bằng false, tức là why not kq, tức là chừng nào mà kq còn false thì chúng ta còn chạy, như cái vòng lặp nó sẽ mãi mãi khi cho đến khi nào mà kq bằng true thì mới dừng lại. Khi nào thì true, khi nào này, khi chúng ta chạy lệnh này mà không lỗi gì cả, không gặp lỗi ngoại lệ thì nó sẽ qua bên này và sẽ gán kq bằng true. Thì nếu kq bằng true ở đây thì là coi như là cái chỗ này không lỗi nữa, cho nên là nó sẽ lệnh này nó không chạy và nó thoát khỏi lệnh while này mà chạy cái này.
Còn nếu như mà lệnh này mà lỗi khi nhập dữ liệu gặp lỗi nhé, thì lập tức là máy gì vì cho nên là vì do cái lệnh của try except thì máy lập tức là quay ngoắt sang chạy chạy ở đây và thông báo là bạn nhập sai rồi dưới này đó. Thế là cho hiểu chưa? Bây giờ tôi chạy thử nhé cho các bạn em nhé. Đây lệnh này đây, chạy thử nào, chúng ta chạy thử nhé. Đây nhập số n này, giờ tôi nhập đúng nhé, 100 dừng ngay và báo là 100 bình phương. Thì ta sử nhập sai này, nhập 9.9 này, máy báo là bạn nhập sai rồi, hãy nhập lại. Đó, tôi lại nhập, tôi lại enter lần nữa này, lại sai lần nữa này, nhập là 7.9 này, này nhập sai là ví dụ như tôi nhập lại 99 này, thế này chẳng hạn, lỗi nhập lung tung nhé, tôi nhập là ABCDE như này, đấy, lỗi, và đúng thôi, đúng, dừng lại. Đó. Như vậy là chúng ta có thấy là liên tục là chúng ta nhập sai. Chúng ta nhập sai thì lập tức là cái lệnh này này là lệnh nó gặp lỗi. Câu này là lỗi ngoại lệ. Ngoại lệ. Và với cái lệnh try này thì chương trình sẽ cứu được không, bảo đảm không văng ra. Và nó chạy cái lệnh này để thông báo lỗi ngoại lệ, để thông báo cho cái khi lỗi ngoại lệ thì chạy chạy lệnh này. Ta hiểu thế nào? Nhưng mà đây là một cái lệnh, một chương trình đơn giản. Đơn giản. Là chúng ta cho vào vòng lọc này chúng ta xử lý. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Cái phần này hơi phức tạp một chút, nhưng tôi làm rất cẩn thận để cho các bạn xem nhé. Đó. Như vậy là như sau, như vậy là chúng ta quay lại cái này, như vậy là cái lệnh mà đây bắt đầu lệnh chính là cái này. Tức là cái try này là cái như sau, là cái là nó bảo đảm bắt tất cả những lệnh nằm trong lệnh try này là nó bắt lỗi ngoại lệ. Thì nếu mà gặp một lỗi ngoại lệ ở trong cái lệnh try này thì chương trình nó không bình thường, nó phải văng ra đúng không nào? Đây nó không văng ra mà nó sẽ chuyển sang chạy lệnh số 2 này nếu gặp lỗi ngoại lệ. Nếu không lỗi thì chạy bình thường, còn nếu mà gặp lỗi thì không văng ra mà gặp lỗi thì chạy lệnh số 2 và sau đó chạy ra ngoài. Thì đó là cái rất hay. Đây là cái lệnh mà thường hay dùng nhất ở trong cái lệnh mà nhập dữ liệu của chúng ta nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta đây là cái bài, bây giờ tôi làm sao thêm ví dụ nữa khó hơn nhé. Ví dụ này của tôi là như sau này. Chương trình của chúng ta là yêu cầu nhập một số tự nhiên phải lớn hơn 0. Đó. Còn nếu mà nhỏ hơn 0 thì báo lỗi. Thì tôi bắt nhập lại. Như vậy hơi khác trước nhé. Nhập số nguyên có thể là không, có thể là nhỏ hơn không. Yêu cầu là nhập, chúng ta kiểm tra điều kiện là nhập n là phải lớn hơn không ấy, thì nó không phải là cái lỗi ngoại lệ, không phải cái lỗi mà chúng ta nhập sai, nhưng chúng ta vẫn lồng vào đây. Đấy, để chúng ta làm là bài số 3, không làm qua một chút nhé. Đây là nhập bài số 3 này, và như sau nhé. Không sau này là yêu cầu nhập liên tục một số nguyên lớn hơn không cho đến khi thành công, nếu nhập sai thì thông báo, nhập sai thì thông báo, yêu cầu lại thông báo. Mà yêu cầu nhập lại yêu cầu rõ hơn là gì, là thông báo rõ cái lỗi nhập hoặc là nhập sai hoặc là nhập số nguyên không mà nhập số nguyên, cái sự nhập đúng rồi nhưng không lớn hơn không. Vậy cái lỗi này là phức tạp hơn nhé. Đây là cái bài tập này, chúng ta phải vừa kết hợp cái việc kiểm tra lỗi ngoại lệ, vừa việc kiểm tra xem số nhập vào như vậy đã đúng, nhập đúng chưa,
Như vậy trường hợp nhập 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 sai, theo đúng nghĩa như như ở, bên đây này, nhập sai thì là văng ra, thì là nhập lại thì đúng rồi. Nhưng mà nhập đúng đúng là số nguyên thật, nhưng mà nhập số 0 chẳng hạn, nhập số trừ 3, trừ 4 các bạn, thì vẫn là sai, vẫn đi còn nhập lại. Và thông báo rõ là chúng ta nhập sai hay là nhập số nguyên không chưa đúng yêu cầu. Rồi thì chúng ta làm thử bài này nhé, bài này khó hơn một chút nhé, các bạn cùng tôi chúng ta cùng nhau thiết kế, nó cũng giống bài trên thôi, chúng ta xử lý một chút thôi, giống hệt bài này luôn. Và chúng ta xử lý một chút ở chỗ này này, nha, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây à, tôi cho cái kết quả bằng font như vậy và why nào mà nó kết quả là tình nào mà chưa đúng thì chúng ta sẽ còn bắt bắt nhập liên tục cho đến khi mà đúng thôi. Thì n này, n bằng in này, input nhập một số nguyên lớn hơn không, ghi rõ nhé, yêu cầu lớn hơn không, ghi rõ nhé để cho người dùng nó chính xác đó. Xin lỗi, chữ này không phải này, nhầm nhầm chữ này phải là try, chúng ta luôn ở trong nghe try để kiểm soát đúng không, try như là 1, 2, 3, 4 đấy. Cái này là lệnh dùng để kiểm tra để bắt lỗi bài lệ. Khi mà lệnh khi đánh chỗ này nhá, khi vượt qua đây ra đang dòng 10 này, khi đánh dòng 10, khi chạy dòng 10 tức là chứng tỏ là nhập cái này là đúng rồi. Không, nó vì nếu gặp lỗi thì nó sẽ phải bỏ qua và nó chuyển sang cái lệnh bắt lỗi ở trong cái vòng except cơ, ở dưới này cơ. Đó. Nhưng mà chạy tới đây là chứng tỏ nó qua rồi thì cho kiểm tra một lần nữa. Đó là if. Đúng không? Đây là kiểm tra rồi nhưng mà if n mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 đấy thì sao? Thì print thông báo là số bạn nhập nhỏ hơn không, nhập lại được cái kia chỗ này là có nhé, đúng không, nhập lại đó. Else, tức là nếu mà lớn không thì chúng ta đặt kết quả bằng. Như vậy là cho cái lệnh này, thì không gì không 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 có gì sai cả, thì nó nằm ở đây nhé, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây. Thì như vậy là exception hay dòng mà print bạn nhập sai, bạn nhập sai rồi hãy nhìn lại vậy hay khó, nó hơi dài hơn một chút nhé, nó hơi đấy, vẫn là nhỏ đi khi chúng ta nhìn dạng như đấy, nó ra đây mình ra lên tới đây mình thoát ra khỏi cái này thì chúng ta mới print n ra ngoài đấy, nhé. Như vậy là cái vòng lặp sẽ liên tục chỉ dừng lại khi nào KQ bằng true, khi nào khi này tức là khi mà cái dòng này là chạy là nhập xong rồi, qua xong sang dòng dưới này, nhưng mà n mà lớn không thì nó mới true, còn n nhỏ mà không thì nó báo là số bạn nhập nhỏ không cần nhập lại nhé, số bạn nhập nhỏ nó bằng không cần nhập lại đấy, không nào. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy đây là cái bài nó khó hơn nhiều, và đây là cái bài nó chúng ta phải vào lúc nãy là vừa kiểm kiểm soát cái chuyện là ta nhập Thế bảo thì cho đảm. em hỏi với ạ. Sao mình không dùng hàm while true xong rồi phần else thì mình sẽ chuyển thành break ạ? Cũng được, tùy nhé, cái đó cũng được, có thể là while true xong đến chỗ này là thành là break hoàn toàn được nhé, tương đương nhau mà. Nhưng tôi không muốn dùng là không muốn dùng break, ta để sang ví dụ sau thì cái này được nhé, cái này tùy các bạn làm nhé, vấn đề ta hiểu bản chất của nó thôi, là như vậy nhé. Bây giờ tôi chạy thử nhé, bây giờ tôi ghi cái bài này là nhập ba nhé.
Cái là các bạn là hoàn toàn đúng nhé, không không có gì sai, hoàn toàn đúng. Đấy. Thì một số việc tôi nhập là từ 10 chẳng hạn thì máy sẽ báo là gì? Được không này, cũng sai nhé. Enter cũng là lỗi nhé. Viết là 9 chấm cái này cũng lỗi nhé. Để dùng lại nhé. Chứ như tôi nhập gọi một số lớn không thì làm đúng. Được chưa? Như vậy là tôi vừa nói các bạn cái phần này là phần mà trước kia tôi định đưa vào sách giáo khoa trong một sách cơ trí thức ấy, nhưng mà vì phần này bị hội đồng của thẩm định là loại ra, nhưng mà hay này là không có trong một sách giáo khoa đó. Nhưng mà theo tôi chúng ta nên biết một chút về cái này vì nó cũng rất đơn giản. Những cái bài mà yêu cầu nhập dữ liệu từ bàn phím ấy là hay bị lỗi kiểu như này, chúng ta cần phải chú ý. Rồi, như vậy tôi vừa mới nói xong cái phần liên quan đến lỗi và gỡ lỗi. Bây giờ tôi nói sang cái một chút thì cái gọi là gì nhỉ? Cái kiểm thử là cái là cách mà chúng ta có thể kiểm tra lỗi. Cái này là cũng nó điển hình không có gì. Thì cái cách kiểm thử là như sau này, thật ra là cái ở trong cái sách mà tôi cũng ghi là như này. Những cái cách kiểm thử là như sau, những cái phương pháp kiểm thử, các cái phương pháp kiểm thử. Các cái phương pháp mà gọi các chương trình ấy, để chúng ta kiểm tra lỗi đấy, phát hiện ra lỗi chương trình Python. Cách nào chúng ta phát ra cái lỗi thì để mà sửa lỗi thì cái này cái đây là cái rất là khó chứ không dễ đâu, nhưng mà đây chỉ trong sách cũng chỉ nói vài cái đơn giản thôi. Để tôi nhắc lại một chút cho ta hình dung nhé. Thứ nhất ấy là cái cách làm như sau, là nếu gặp lỗi ngoài lệ thì nó có cái mã lỗi, chúng ta phải nắm được cái lỗi là cái gì và chúng ta sẽ sửa lỗi dựa trên cái mã lỗi. Như vậy là nếu gặp lỗi ngoại lệ nhé, nếu gặp lỗi ngoại lệ thì chúng ta sẽ phải quan sát và chúng ta sẽ sửa lỗi chương trình theo thông báo của mã lỗi ngoại lệ. Cái này là cái rất quan trọng. Bây giờ tôi cho các bạn xem kia trong sách cũng mô tả một vài cái lỗi mà trong Python là hay dùng. Bây giờ các bạn xem để kiểm tra nhé. Cái này đây, cái mã lỗi ngoại lệ đây. Thì đây là cái mà hay gặp nhất này, là zero division error, là cái lỗi mà xảy ra khi mà có phép chia số 0 này. Index error là cái lỗi xảy ra khi chúng ta truy cập vào một phần tử của một cái mảng mà nó vượt quá giới hạn cho phép. Cái name error là cái lỗi mà chúng ta truy cập một cái hàm hay là một cái biến mà không có tên biến, chưa có tên biến gì cả chúng ta truy cập vào rồi là name error. Time error là cái lệnh mà liên quan đến kiểu. Ví dụ như là chúng ta truy cập một cái phần tử của danh sách nhưng chỉ số của nó là không là số nguyên, hoặc chúng ta tính một cái biểu thức số như là có một toán hạng không phải là số, tức là liên quan đến kiểu của dữ liệu. Value error là lỗi liên quan đến giá trị của đối tượng, vì chúng ta là nhập dữ liệu từ bàn phím mà sai phần lớn là lỗi value error. Là identification error, cái lỗi này là cái lỗi mà dòng thuật vào nó không thẳng hàng. Ví dụ lấy ví dụ thì đây là chúng ta quan sát cái lỗi này là chúng ta có thể biết được anh là chúng ta có thể sửa lỗi được của nó. Nhất đó là cái mà để tôi lại cho ra mà tôi sẽ nhé. Bây giờ đó là một này. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng thiết lập các cái bộ dữ liệu test nhé. Là cái bộ là bộ gì nhỉ, bộ dữ liệu test để kiểm tra. Đây là chính mà cách làm mà trong cuộc thi sinh giỏi là người ta không cần phần lớn học chấm online mà họ không mở code ra họ xem trình của học sinh đâu. Người ta cứ cho cái sinh ra một cái bộ test đầu vào xong kiểm tra đầu ra, nếu đúng thì là đúng, không sai thì là sai. Thường là mình đưa ra nhiều nhiều bộ test khác nhau với cái dữ liệu là ngẫu nhiên đó, thì cái này
Thì cách này là cách mà hay thường dùng, nhưng mà cách này là cách không bảo đảm rằng trình trình hoàn toàn đúng, nhưng mà nó tăng cái độ tin cậy của chương trình lên. Hiện nay là tất cả các kỳ thi học sinh giỏi Việt Nam quốc tế đều dùng cách này cả, đều dùng cách này để chúng ta kiểm tra học sinh. Tuy vậy chúng ta chú ý rằng cách này thì dành cho, vì sao? Vì trong các cuộc thi quốc tế như vậy hay thi sinh giỏi như vậy, chúng ta không có thời gian, không có đủ, không có người để chúng ta mở code ra hay chúng ta cho kiểm tra học sinh làm đã đúng thuật toán chưa, đã đúng như yêu cầu của chương trình chưa, chỉ là kiểm thông qua các cái bộ test thôi. Thì cách này là cách mà không bảo đảm 100% nhé, cái này là cách chỉ cần đúng thôi. Cho nên là cái cách mà thi sinh giỏi hiện nay không phải là cách làm tốt nhất để mà kiểm tra học sinh giỏi đâu, vì chúng ta là không cách nào làm khác, đành phải dùng cái này vậy. Đó, thì cái này là như vậy nhé. Thì như vậy là rất nhiều giáo viên chúng ta là rất nhiều người là cái hiểu nhầm chỗ này, nghĩ rằng là gì, là thông qua các bộ test mà đúng ra thì chỉ là xong, không phải, hoàn toàn không phải. Đây này, kia là bộ test là một cái bộ công cụ, gọi là công cụ kiểm thử đấy, là chỉ nâng cao cái khả năng mà tìm lỗi của chương trình thôi. Vì chúng ta lấy ví dụ như chúng ta cho học sinh làm, chúng ta đưa ra 10 bộ test lấy ví dụ như thế nhé, mà chỉ có một bộ sai là chỉnh sai nhé. Thì là ví dụ như 10 bộ test là 9 đúng và một sai, thì coi như là chỉnh cũng là sai, chỉ là sai. Nhưng mà hiện nay cái việc chấm bài là 9 đúng thì vẫn là vẫn có điểm, vẫn có điểm, và cái bài đó mà cái bài học sinh đó là vẫn có điểm, mặc dù bài đó là các em sinh nó có thể là sai về mặt thuật toán. Đó, thì đây là cái rất là chú ý nhé. Như vậy tôi suy ra là gì, cách dùng các cái bộ test này nó chỉ là một phương pháp thôi, nó không phải là chứng minh rằng gì là đúng. Còn một cách số 3 nữa mà cũng hay dùng là gì, chúng ta mở code ra, chúng ta kiểm tra, và chúng ta dùng các lệnh print, để in các giá trị trung gian, để in các giá trị trung gian, hoặc chúng ta dùng cái lệnh debug, là cái lệnh mà cho phép chương trình chạy cho từng dòng dòng một đấy, để chúng ta kiểm tra các cái giá trị trung gian. Thì lệnh cái for này rất là hay, cái này nó chính là cái phương pháp gỡ lỗi đấy, phương pháp mà debug, đúng không? Debug. Thì trong đa số các chương trình lập trình đều có cái tính năng là gỡ lỗi này nhé. Thì cái này là phần này là phần khó, phần này là phần rất khó, không không dễ. Cái này là chỉ giới thiệu để biết thôi nhé. Bây giờ tôi nói qua các bạn xem về cái số 3 này nhé. Thì mỗi chương trình nó có một cách gỡ lỗi riêng, nhưng mà có một cách làm riêng, nhưng nói chung lấy ví dụ mềm mà tôi đang làm ở đây nhé, để lấy ví dụ khác cho các bạn xem. Tôi lấy ví dụ như này nhé, đây tôi lấy ví dụ như này, đây tôi lấy cái làm cái bài này nhé. Giả sử nhé, bài này là tính này, tính chung lớn nhất hai số nhé, số m này, n, nhé. Để tôi lấy đơn giản, bây giờ lấy đơn giản, tôi lấy m gắn cho mình cho dễ này, m bằng 10 này, n bằng 8 này. Mà tính như sau này, là tự nhiên lại kia phát chính là y y m khác n, còn làm này mà đây một ví dụ đơn giản, mà n mà lớn hơn m thì n sẽ gắn bằng n m, lấy ví dụ nhé, em nếu mà n nhỏ hay m, tôi làm cái m đi, m bằng m chuyển. Đây tôi in ra, tôi in ra kết quả. Đây này. Hoặc ở đây tôi viết thêm lần nữa đây nhé, tôi viết là print ước chung lớn nhất của m phẩy và
N là đấy chưa? Chúng ta viết trong hàng ngang như thế này, hàng ngang N bằng đấy. Ví dụ nhé, thì tôi in ra màn hình tính này, ước chung lớn nhất nhé. Đây tôi chạy thử nhé, các bạn xem chạy thử đây, in ra là 2 này đấy, tôi hồ nhập vào 2. Bây giờ giả sử nó sai nhé, thì làm như nào? Thì ở trong cái cách mà đa số những người mà lập trình hay dùng ấy là chúng ta cho chương trình chạy theo từng 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 lệnh một, và nó gọi là tạo cái điểm dừng, và tại điểm dừng đó khi chương dừng lại chúng ta sẽ kiểm soát những cái biến nhớ của nó, và thông qua cái đó chúng ta sẽ tính được biết là nó đúng hay sai. Ví dụ nhé, ở đây bây giờ chúng ta sẽ dòng này nhỉ, dòng 6 được không ạ? Thì chúng ta cách làm sao, các bạn chỉ việc nháy vào đây, bấm đây là nó sẽ tạo ra một cái điểm dừng đây. Thì khi chạy bình thường này, chạy bình thường mà bấm vào đây nhé, chạy thì khi sẽ đến điểm dừng này thì máy sẽ dừng lại. Tại bấm vào đây nó lại chạy tiếp, thì đó chính là quá trình có lỗi đấy. Thì khi mà dừng lại thì chúng ta nhớ là phía dưới này chúng ta xem một cái là cái stack data, đây là cái chỗ để chúng ta quan sát các bến trung gian. Để chúng ta quan sát cái điểm dừng nhé, cái trung gian chúng ta sẽ biết được là chương trình đúng hay sai. Đây chúng ta có thể thử nhé. Đấy. Khi trên đây là dừng này và chúng ta kiểm soát đây này. Đó, kiểm soát ở dưới này nhé. Đây. Ở đây M là 10, là N là 8, vậy là chưa chạy gì cả, bắt đầu nhé. Bấm tiếp theo này. Ở vòng lọc thứ hai này. Vòng lọc thứ hai. Đấy, vòng thứ hai sẽ là M là 2, N là 8. Thấy không nào? Như vậy là vòng lọc thứ hai là N sẽ giảm đi, là log N bằng N, N trừ đi M, N bằng N còn 2. Như vậy ta chủ đề là trình chạy đúng này. Tiếp theo, vòng tiếp theo nữa là M là 2, N là 6. Vòng tiếp theo nữa, M là 2, N là 4. Vòng tiếp theo nữa là hết, chúng mình sẽ ra thông báo đây là 2. Đấy. Như vậy chúng ta thấy đây là cách mà rất nhiều người hay dùng cái này. Hoặc là chúng ta có thể làm kiểm tra, chúng ta có thể đưa vào đêm thay những cái dòng lệnh để in ra cũng được, không sao cả. Đấy. Thì chúng ta ở đây này, chúng ta có thể trong đây và chúng ta sẽ in ra này. Print này. Print nhé, print là M. M. N. N. N rồi, N này, này. In ra như này, thì tao bỏ cái này đi, thì máy sẽ in ra, tôi chạy thử nhé, thì máy sẽ in ra như này, này in ra này, M bằng 2 N bằng 8, M bằng 2 N bằng 6, M bằng 2 N bằng 4. Thì nếu mà in ra cái trung gian mà nó bị sai, là chúng ta biết cho làm sai ở đâu. Nhưng đây là cách là in các cái trung gian, các cái trung gian ở trong chương trình ra. Đây tôi chỉ mô tả cái đơn giản thôi, còn thực tế các bạn làm nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta sẽ chú ý chỗ này thôi. Như vậy là dùng khái niệm là dùng cái gỡ lỗi debug là như vậy, là chúng ta sẽ tạo ra những điểm dừng, có thể nhiều điểm dừng ở đây, như vậy nhiều cái điểm dừng ở đây, và hôm nay nó chạy từ đầu chạy tới điểm dừng thì nó dừng lại, nó sẽ dừng lại, và ở dưới này sẽ thông báo cái ở đây là chỗ này là chỗ sẽ thông báo cái các giá trị trung gian ở đây nha. Ví dụ như đây là chạy tới đây nha, M đây là chưa chạy thì M chưa có, này không có M. Vậy lần thứ hai có M rồi, M ở đây, M ở đây, M 10 này. Đó, thấy không nào? Bốn lần nữa này là có cả M cả N nữa này, M 8 N 2. Là khi bấm vào đây nhé, là đây thì chương trình sẽ dừng lại trước khi thực hiện cái lệnh này. Thì cái này là cái mà nó cái phần chương trình nhé. Đây là cái chỗ chương trình mà trong chương trình tin 10 này nó khó hơn một chút so với cái chương trình tin trước kia hình như không có chức năng này, không có cái tính không có cái kiến thức là kiểm thử mà gỡ lỗi, còn chương trình này mới này là có ở mức độ rất 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 đơn giản thôi nhé. Thế thì như vậy chúng ta có thể dạy cho học sinh cái này rất đơn giản, học sinh có thể hiểu được.
và thông qua một vài ví dụ đơn giản để chúng ta có thể làm được nhé. Đó. Thì đấy là một vài cái mà đây là cái bài mà tôi muốn, cái bài hôm nay là cái bài mà tôi muốn nói chốt lại cuối cùng của cái chương trình, của chương trình thi 10 nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo, tôi sẽ nói sang một số chữ năng mở rộng hơn, đối với thi 10 này thì chúng ta có cái hình dung nhé. Đến đây chúng ta đến, tôi có hai bảng liền, đã không sao. Tôi đóng bảng kia lại cho nó mất khoảng mất chỗ. À, tốn nè. Đây nhé, làm tiếp vào đây nhé. Rồi, thế bây giờ tôi nói thêm một có một cái tính năng rất là hay mở rộng mà nhiều sách bìa rất hay dùng. Nó là cái tính năng nó gọi là tính năng gì? Nó là cái tính năng tạo dậy nhanh nhé. Vì tôi muốn mô tả cái này. Mô tả lại lần nữa. Cái tính năng mở rộng, cái năng mở rộng đầu tiên tôi muốn nói là cái tính năng, là cái tính năng hay là cái chức năng tạo dậy nhanh. Đây là cái tính năng nó giúp chúng ta mà làm cái chương trình rất là ngắn gọn, sáng sủa, mà làm cho rất chương trình rất là ngắn luôn. Đỡ phải mất công viết nhiều dòng phức tạp. Đó, thì đây là cái chương trình là như sau nhé. Đây. Giả sử chúng ta có một cái dãy hay là một cái đối tượng mà có thể chạy được, dùng có lệnh duyệt, giả sử nhé, giả sử một cái OBG nó là một cái đối tượng mà có thể duyệt bằng lệnh in, bằng lệnh for in. Ví dụ là nó làm một cái list chẳng hạn. Ví dụ như nó có thể nó làm một cái list. Nó làm cái hàm range như thế này, ta biết rồi. Hoặc là nó có thể làm một cái show, một cái str, làm một cái có thể có lệnh for in. Đấy, thì khi đó thì như này nhé. Bây giờ giả sử chúng ta cần làm này, chúng ta tạo một dãy A bằng chống này, xong là for x in obg như này, hai chấm, xong là a append x. Đấy, đây cần ba lệnh nhé, cần ba lệnh để mô tả là đưa từ phần tử của obg này vào dãy a, vào cái mảng a, thì khi đó chỗ này chúng ta sẽ thể viết lại thành một lệnh thôi, là a bằng như thế này, đúng không? Rồi là x for x in obg. Thậm chí chúng ta có thể làm hay hơn nữa, là không phải là x gì, là một cái hàm của x gì. A có thể viết lại là một cái hàm, như một cái fx. X là một cái hàm, như là hàm tính bình phương chẳng hạn, hay là cái gì đó for x in obg. Như vậy là chúng ta viết đúng một dòng là đủ. Được chưa? Đây, tôi lấy ví dụ nhé. Thì cái lệnh này, cái này người ta gọi là cách thiết lập dãy nhanh, rất hay dùng ở trên thực tế, rất hay dùng luôn. Dùng rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Và nhiều khi họ dùng mà họ không giải thích. Trong cuốn sách của trong cuốn sách in người của Khánh Diều rất hay dùng cái này mà không ai giải thích gì cả. Học sinh nó coi như cái nhắm mắt viết. Thì chúng ta đây tôi nói thêm, đây chính là cái lệnh nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là gì, nó gọi là lệnh tạo dãy nhanh tiếng Anh, nó gọi, chúng ta có thể tra trên mạng, nó gọi là lệnh list comprehension. Đấy. Chúng ta tra tiếng Anh là thế ngay. Đây là lệnh nôm na lệnh tạo dãy nhanh nhé, tạo list nhanh. Một lệnh rất hay sử dụng mà rất là đặc sắc đối với Python. Đây tôi mô tả nhé, tôi lấy ví dụ nhé. Đây, bây giờ tôi mô tả, tôi muốn tạo nhanh cái dãy từ 1 đến 99 làm như sau. A bằng đây. X for x in range
thì đây là lệnh tạm ngưng này, tức là cho x thì chạy trên cái miền là range từ 0 đến 99 và đưa vào a x for x như này, enter, thì a chính là cái lệnh đó, a chính là từ 0 đến 99. Quay anh làm nhưng mà chỉ cần một lệnh thôi là làm rất là nhanh nhé. Bây giờ tôi làm bài số 2 này, tôi đưa vào là tất cả các cái số là các cái số là bình phương, từ không bình phương cho 99 bình phương, làm như sau: p bằng là x nhân với x gì for x in range 100. Nhanh thế không nào? Đây là gì? Là gồm tất cả các dãy là các số bình phương từ 0 đến 99. Vậy là 0, 1, 4, 9 gì đó, enter. Bây giờ chỉ là dãy đó. Để tất cả các số bình phương 0, 1, 4, 9, 16. Thấy không nào? Rất là nhanh. Thì đây chính là cái lệnh mà là rất quan trọng. Ví dụ khác nhé. Ví dụ khác tôi lấy, giả sử tôi lấy A là dãy số bất kỳ. 1, 4, 9, 0, 5, 7, 15. Bây giờ tôi tạo một dãy B là gồm các phần tử của A, gồm các phần tử là bình phương các phần tử của A. Tôi làm được không? Tôi làm được. XB bằng này. Nhanh. Còn làm cũ được thôi, nhưng ta phải dùng được lập trình 2-3 dòng mới ra. Ở đây chỉ cần một dòng thôi. B nhé, bằng này. A nhân với A, đúng nào, for A in A. Đây lệnh là gồm tất cả các phần tử là bình phương của các phần tử của A. B chỉ là bình phương các phần tử. Còn thì có rất nhanh không nào, rất là nhanh. Thì đó là cái dạng nó gọi là nhanh nhé. Bây giờ cái áp dụng này rất là hay này. Bây giờ tôi nhập từ bàn phím một cái dãy số, bây giờ tôi là muốn làm sao, tôi muốn là chuyển nhanh vào một cái dãy. Chứ tôi làm rồi, mà tôi muốn thật nhanh tôi làm như nào? Làm như này đây. A bằng dùng một hàng thôi, là dùng dãy số nguyên nhé, in này. X in cái gì? In cái gì? In cái là input nhập dãy số nguyên, được chưa? Chấm split để lệnh như sau. Nhưng vì lệnh input này, cái lệnh input này sẽ nhập một dãy các số nguyên, đúng không? Như là một cái nó sẽ dễ đưa vào như là một cái sâu. Chúng ta dùng split hàm này chúng ta học rồi. Hàm này sẽ tách ra thành một cái dãy. Dãy đó là gồm là các cái sâu ứng với các cái số này. Việc chúng ta dùng hàm int thì chúng ta chuyển sang số nguyên hết. Và đưa vào cái lệnh tạo như dãy nhanh. Đó, như thế enter này. Nhập nhá. 3 này, 6 này, 0 này, từ 8 này, 10 này, enter này. Không, à, chính là cái dãy này. 3, 6, 0, 8, 10. Bây giờ chúng ta sẽ tới đây, chúng ta sẽ thấy là để nhập một dãy số bàn phím dùng đúng một lệnh thôi, đó là cái lệnh dùng cái chức năng là tạo dãy nhanh. Thấy không nào? Như vậy từ nay trở đi chúng ta nhập rất nhanh nhé, không cần thiết phải làm mất thời gian nữa, nhập đúng này là xong. Mày đỡ phải là phải viết là lệnh input, sau đó dùng lệnh split để tách ra, sau đó dùng lệnh for để ta lọc ra từng phần tử một. Thì đây là lệnh, ta nhớ lệnh này nhé. Này sẽ dùng trong rất nhiều lần trong tương lai nữa đấy, khi chúng ta biết cái chương trình mà nhập từ bàn phím một dãy các số nguyên hoặc số thực. Rồi thì đó là cái lệnh list tạo dãy nhanh, gọi là list comprehension. Bây giờ tôi mô tả thêm chức năng nâng cao nữa của các lệnh này nhé. Thì cái nâng cao của nó là như thế này, cái lệnh tạo dãy nhanh mà nâng cao là như sau. Nhanh nâng cao thì như thế này nhé. Đây, cái hàm fx for x in một cái object nào đó nhé, bất kỳ nhé. Đấy. Nhưng mà là cái lệnh này là gì? Là duyệt tất cả x trên obj và đưa vào, dùng qua hàm f và đưa vào một cái mảng a. Nhưng mà chúng ta thêm một cái nữa, if điều kiện. Đấy, if điều kiện.
Thì đây là cái lệnh nó còn lọc ra còn hay hơn nữa này, điều kiện đấy. Đấy. Hay không nào? Thì cái này còn hay nữa, thêm một ít cái này thì đây chính là cái lệnh rất là hay luôn đây này. Ok chưa? Bây giờ bài tập nhé. Đây, bài tập như sau. Bây giờ cho trước cái dãy A bất kỳ này. Cho trước cái dãy A nhé. 0 này, 1 này, 8 này, 7 này, 15 này, 19 này, 20 này, 0 này, 5 này, 1. Câu gì là lấy ra tất cả các phân tử của A mà lớn hơn không, không nhỏ bằng không, nhỏ hơn bao nhỏ, không nhỏ bằng không là ta loại đi. Thì làm như nào? Chúng ta dùng lệnh thôi, dùng chính cái lệnh mà tạo nên nhanh, rất đơn giản như sau. Chúng ta b này bằng này, đúng không nào, bằng là x for in A, đây là các phân tử của A ra nhé, mà là if đấy, if x lớn không ta mới lấy, mà không ta bỏ qua. Anh cho x chạy trên A này và đưa vào dãy B nhưng với điều kiện là x lớn không chúng ta mới lấy, còn nhỏ hơn không thì thôi. Đấy. Enter. Các bạn thấy là B chính là cái phân tử lớn không của A. Được chưa? Bây giờ tôi làm một dãy khác nhé. Bây giờ A bây giờ nó có thể là dãy nó lung tung lắm, nó cả xô cả kiếp. Đây gọi là 0 này, rồi là 1 này, 9 này, rồi có cả cái sâu, ví dụ như sâu là B đúng không, còn là sâu rỗng này, rồi là cả là biến 5 này nữa này, 5 này cũng làm như vậy. Đây, nên là nhớ lại đang là cái giá trị, là giá trị duy nhất của cái kiểu biến là non type đúng không nào. Đấy. Hoặc nó cả cái sâu rỗng như thế này, nó thừa lung tung đúng không? Đấy. Thế bây giờ đầu bài là gì? Đầu bài là hãy loại đi tất cả các cái thừa, các cái phần tử mà tôi gọi là thừa đấy. Ví dụ như là số 0 loại đi này, sâu rỗng loại này, năn là loại này, hay là các cái mảng kiểu như mảng rỗng này tôi cũng loại đi, chỉ để lại giá trị mà đúng nghĩa thôi. 9 để lại, 1 để lại, AB để lại, hay là ví dụ tôi lên thêm đây thì là 10 cũng để lại là cỡ bình thường, không thì loại đi, không có ý nghĩa. Đấy, thì làm như nào? Làm như sau, loại đi tất cả các cái phần tử vô nghĩa ở trong A. Thì làm như sau, b bằng x for x in A ipun, cái này là cái ipun này. À, cái hàm bool là cái hàm thì hàm là nó trả về false nếu mà x chỉ là một giá trị rỗng, ví dụ như là số 0 này, hay là sâu rỗng này, hay là năn này, hay là cái mảng rỗng này, thì nó cái x chỉ nó trả về false. Đấy. Còn lại là true, như vậy nó chỉ lấy từ của A mà cái x mà cái bool nó bằng true thì nó giữ lại. Đấy. Enter. Thì bên nó còn lại, bên nó sẽ là những cái mà nó có ý nghĩa thực sự. Bạn thấy không nào? Như vậy là bây giờ chúng ta dùng cái chất này có thể làm rất bài tập khác, nó là viết trình rất là ngắn gọn. Qua đã hiểu không nhỉ? Đấy. Thấy không nào? Như vậy là tới đây là chúng ta làm được rất là nhiều thứ rất là đặc biệt nhé. Vì nó thêm một chút nữa về mà cái hàm cái này là cái hàm là nó biến đổi những cái đối tượng mà kiểu như là đây. 10. Nó sẽ thiếu cái này. Đây. Nó trả về là một dãy. Nên nó biến đổi một cái đối tượng mà là nó có cái dạng là nó làm một cái dãy các phần tử cho phép cái lệnh for ấy, for in ấy, thì trả về một dãy. Hay là bây tôi lấy list. Thế nhé. S bằng nội thì đó thì list của S mà chỉ là dạy các phần tử
Cái bản thân S là cái sâu nó có chức năng là duyệt trên từng ký tự một của sâu. Cho nên cái này là nó có cái ý nghĩa là cái hàm đích nó là như vậy nhé. Ta nhắc lại một chút về cái hàm về sâu thì có rất nhiều những cái về sâu nó có rất nhiều những cái các cái phương thức rất là hay. Thì đây tôi xin nó thêm một chút về cái nó thêm một cái hàm mà hay dùng là cái hàm phi. Đây, cái hàm phi đâu rồi? Phi. Hàm phi là cái hàm gì? Hàm phi là cái hàm rất hay là kiểm tra vị trí, là kiểm tra vị trí gặp đầu tiên của một cái số con trong trong số mẹ. Đấy, thì cái hàm phi nó là như vậy. Đây nhé. Ví dụ như là S thì của tôi là Hà Nội nhé. Bây giờ S phi phi là ví dụ như là thì cái nó trả về cái vị trí của chữ A đầu tiên ở trong số S là vị trí số mấy đây? Là vị trí là thứ nhất. Vị trí không của S là H, vị trí một là A, trả lời về A đây. Nhưng mà nếu mà không tìm thấy thì nó trả về như sau, là từ nó không tìm thấy một cái câu ví dụ như là như này, nó trả về giá trị là gì, từ một. Đó là cái hàm file, hàm rất hay. Cái hàm thứ hai mà tôi muốn nói là cái hàm count. Đâu rồi, tôi muốn nhấn mạnh một chút hàm count. Hàm count là đếm xem là một cái số con được lặp lại bao nhiêu lần trong ở trong số mẹ. Đấy. Đấy nhé, hàm cao S cao số con, ví dụ như là S thì là S cao lặp lại đúng một lần. Ví dụ S thì là nhé, S thì thứ bằng số khác này cho nên khó một chút nhé. 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 ABC ABC nhé. S cho bằng như thế này. Được chưa? Bây giờ S này, cao của cái số con là AB thì là nó sẽ kiểm tra xem con này là lặp lại ở trong số mẹ là bao nhiêu lần? Vậy là 3 lần. Đúng không nào? AB này là AB nhé. Nhưng mà cái hàm này này, hàm này là hàm mà kiểm tra xem là cái số con lặp lặp lại, nhưng mà là lặp lại nhưng mà là không chồng lấn lên nhau trong số S. Đây, ví dụ tôi lấy hàm là S nào. Lấy cái số con là ABA bao lần nào? ABA, nếu mà tính cái hàm cao này là cái số con là không chồng lấn ở trong số S thì đây là một lần này, hết một lần thôi, sẽ tương trở lại là một thôi nhé. Mà thật ra trong cái số con này là nằm ở trong số mẹ là tính không chồng lấn, à cho phép chồng lấn thì là hai lần. Đây là một lần này, mà đây là cái lần thứ hai đây này. Đấy. Như vậy là cái hàm này là cái hàm mà là cái hàm gì? Hàm này là cái hàm mà tính cái số lần lặp mà không chồng lấn lên nhau của số con này trong số con mẹ. Đấy. Thì đây có bài toán rất là hay là gì? Hãy mở rộng cái hàm cao này ra thành một cái viết hàm khác, đếm số lần mà số con nằm trong số mẹ là chồng lấn lên nhau thì làm như nào? Thì đấy là bài tập là các bạn có thể về nhà mình là những bài tập liên quan đến sâu. Cái sâu nó có rất nhiều những cái hay nhé, những cái hay rất nhiều, những cái bài tập về sâu thì rất là nhiều. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa
này. Liên quan đến như vậy là cái hàm mà phi đã đành như hàm phi như hàm cao. Tôi làm thử cái bài tập mà cho trước một kia nhập một cái tên người sao chúng ta có thể tính được họ đệm và tên rồi đúng không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ làm lại cái bài đó cho các bạn xem nhé. Cái bài đó lần trước có thể một số người tôi sẽ làm lại cái bài đó với cái cách làm hay hơn của buổi hôm nay. Chúng ta sẽ dùng cái dùng những cái công thức cái mạnh hơn hôm nay chúng ta làm nhé. Chúng ta làm cái bài màn này, làm phải bài tập cho nó bài tập này như sau nhé. Đầu tiên như này là nhập một họ tên và tính họ để lại cái bài này nhé. Thì cái làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm và chúng ta viết cái ra lại, chúng ta dùng cái hàm là hàm tích tên đầu vào là s, cái hàm này sẽ trả lại là họ đệm và tên nhé. Lại một chút này, thì cái làm như sau là chúng ta sẽ làm nhanh, là chúng ta sẽ dùng cái lệnh là tạo dãy nhanh để chúng ta tách kia lập tức rất là nhanh nhé. Không cần cái này, không cần đúng không, mày không cần biết là được mà A này bằng S. Không còn dùng tiếng Anh kia đúng không? Đó, chúng ta sẽ tách như sau này, là họ này, họ sẽ bằng là A, nhưng lại là không nhé. Tên là phần cuối, tên là A, len của A một. Đấy. Họ đệm như sau, họ đệm là như sau, họ đệm là chúng ta sẽ phải nối này, nối nhé, join này, nhớ lại join của cái gì, join của cái dãy A đó, nhưng mà lấy phần tử thứ nhất và kết thúc ở trước phần tử cuối cùng là phần tử thứ nhất, bỏ đi cái phần họ nhé, và sau đó ở cái len A trừ hai, là trừ một trừ hai lên là trừ một, là trừ một. Đấy, không đúng nhé. Đây, chúng ta return là họ để làm cái nhé, mình chúng ta này, chúng ta nhập họ tên, họ tên bằng input này, cái này. Rồi, chúng ta sẽ tính họ này, đệm này, tên bằng đánh tên. Đi ra họ đệm. Này, tôi làm lại. Bây giờ đúng nhé, đây là từ 1 cho đến len A trừ 1, tức là đến kết thúc trước len A trừ 1, nó sẽ len A trừ 2. Đấy. Như vậy là chắc là đúng nhé, tôi trả lại này. Đây, Nguyễn này. Nguyễn
anh cứu nhé, return bị lỗi này, các bạn thấy này, đệm họ, đây là đệm chứ không phải họ nhé, đây là nhầm chỗ này, đây là đệm. Rồi bạn thấy không, khi mà chạy nhé mà lỗi thì đây chính là lỗi này, là lỗi name error này, nó vừa nó vì tôi để đây là tên thì đệm máy không hiểu cái đệm này, vì trên này là chữ họ đệm, như vậy thấy ngay là đây là lỗi của tôi, là lỗi ngoại lệ, là sửa được ngay. Đấy, đây là đệm, đúng rồi. Chạy lại nhé, đây Nguyễn Thị Tú, đấy Nguyễn Thị Tú, chính xác cái đấy nhé. Chúng ta nhớ lại cái bài này, nhưng mà chúng ta làm lại hoàn toàn thật, thật làm lại thôi, chứ làm rồi đấy. Làm lại. Chúng ta nhớ cái bài dùng rất là nhiều lần luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta còn thời gian không nhỉ, chứ là hết thời gian lắm rồi. Thôi tôi ta đến hôm nay là chúng ta là về lý thuyết, hôm nay là tôi nói xong, các bạn rất từ từ học tất cả cái phần liên quan đến trình tin 10 đấy. Hết tất cả toàn bộ phần chương trình theo chương trình sách giáo khoa chung, và cả nội dung của cả hai cái cuốn là cuốn tin 10 cơ đồ tri thức và tin 10 cánh diều nhé. Thì còn chúng ta còn hai buổi nữa, thì tôi hai buổi sau tôi sẽ nói sang các chức năng nâng cao khác nhé. Tức là buổi sau tôi sẽ nói các bạn về cái kiểu dữ liệu từ điển và dữ liệu tập hợp, là hai kiểu dữ liệu mà trong sách giáo khoa không nói và không học, nhưng mà lên cao nữa chúng ta bắt buộc phải học, nếu mà chúng ta muốn cho học sinh thiếu sinh giỏi thì bắt buộc phải học thêm hai cái đó nữa, và chúng ta sẽ còn buổi nữa chúng ta sẽ ôn luyện làm bài tập thôi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Xin chào thầy. Và các bạn có gì không hiểu thì các bạn cứ hỏi lên nhóm nhé. Xin chào mọi người nhé. Xin chào thầy. Chào thầy.